Sân Thạch, Thúy Anh và Phương Lan. Rất là mặc đồ sang trọng. Đúng, khi họ biết họ vào đêm chung kết là sự quan trọng nó lên đỉnh điểm thì phong cách đã thay đổi. Như người mẫu. Như người mẫu, còn hơn người mẫu nữa. Mọi người phải biết rằng là cái đội của tụi em á, là ngày hôm nay là đến đây tụi em đã chuẩn bị sẵn một tinh thần. Mọi người có thể thấy những cái màu sắc đội tụi em. Và đứng theo thứ tự đó. Đồng, bạc, vàng. Đó, tụi em đã tự trao huy chương cho bản thân của mình rồi. Cho nên là hôm nay dù thế nào thì tụi em cũng sẽ có huy chương của bản thân của mình thôi. Đúng rồi. Mời vào vị trí A. Thưa quý vị, cuộc sống là vậy. Có nắng, có mưa, có đẹp, có xấu, có vui, có buồn. Thế bây giờ là gì anh? Có nam và có nữ. Có nam và có nữ. Có già, có trẻ. Dạ. Có sự kiêu sa thì cũng có sự đài cát. Đài cát. Đó. Có mặt láng thì... Thôi đừng nói nữa. Kỳ lắm à. Xin giới thiệu Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức và Mạc Văn Khoa. Hồi nãy ở trong kia nghe ở ngoài này hai anh chị khen tụi em quá trời. Đúng rồi. Dạ cảm ơn. Tuy đội mình không đẹp, dạ, nhưng mà trái tim mình nó đẹp. Dạ. Những việc mình làm cho đời nó đẹp. Dạ đúng ạ. Dạ. Lâu rồi em không siêu âm tim, không biết nó còn đẹp không. Bây giờ mời đội của mình vào vị trí B. Rồi vô em, vô.